200 mét nữa tại vòng xuyến, đi theo lối ra thứ nhất. Vâng, em đi nhé. Cảm ơn nhé. Vâng, em chào anh nhé. Rẽ phải về hướng Thịnh Minh, sau đó rẽ trái vào Thịnh Minh. Rẽ trái vào Thịnh Minh. Tiếp 3 km nữa. Đi theo lối ra thứ tư vào Di Lăng. Xuyến vào Chi Lăng 800 m nữa rẽ phải vào Cù Chính Lan. Cầu Chi Lăng, cầu Hòa Bình, cầu Chi Lăng. Thủy điện Hòa Bình ạ. Vào Cù Chính Lan.
Trần Hưng Đạo 1 km nữa. Đi Hà Bình. Thành phố Hòa Bình, đường An Dương Vương.
phải về hướng quốc lộ 6, sau đó đi thẳng vào quốc lộ 6. Đi gần rồi đấy. Đi thẳng vào quốc lộ 6. Đi tiếp quốc lộ 6 5 km nữa.